for you, I'm fine, thank you and bye bye. Anh này, anh cứ đùa em ấy. Mà dạo này anh đi đâu đấy? Lâu lắm rồi anh mới đến quán em đấy. Stop please. Đi. Ngồi xuống. Anh vừa đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Hiện đang làm quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài cho nên là busy quá. Mà này, dạo này trông em rất là... Dạ. Trông em rất là... gì nhỉ? Petiang. Trời ơi, anh cứ đùa, em có ăn măng đâu. Không. Đấy, đúng là tiếng Việt mình nhiều khi rất khó tìm từ để mà diễn tả. Ý anh muốn nói tức là... Anh khen em tức là... Very nice, very nice. Chắc là anh bảo em là giống con nai con ngơ ngác ấy hả? Oh không? No. Ý mi muốn nói tức là you rất là... rất là... attractive. Tiếp. Em rất là hấp dẫn, ok? Anh làm em nín thở đấy. Em chỉ sợ anh chê em béo thôi. Này dạo này mọi người cứ toàn chê em là béo lên đấy. Này anh dạo này anh có cái gì khác không ạ anh Hào? Mí? Không, anh ý. Hiện tại bọn anh đang có rất nhiều những cái project mà đang có một cái very big mà đích thân anh phải làm operation. I'm sorry. Oh my god! Một ngày nhận hàng trăm cuộc điện thoại như thế này, nó rất là very very tired. Very very vất vả ấy mà. Hello? Who's speaking? Oh yeah. Mi đang phải discuss với lại cả đối tác. Ok. Cái vụ meeting ngày mai ấy mà mình sẽ bàn và sẽ nói chuyện trong lúc ăn lăn nhé. Ok. See you again tomorrow. Này. Nhớ mua hộ lọ mắm tôm nhé. Ok. Thế bây giờ anh uống gì hả anh Hào? Uống gì hả? Không, anh uống gì để em làm? Cho mình một cái lemon leo. Lemon. Lemon ấy mà. Khổ quá, quán em không có nước lê với cả nước mận đâu. Oh my god. Sao lại lê với mận? Anh nói lemon tức là chanh ấy, cho một cốc chanh leo. Khổ quá, gấm nước chanh leo thì anh cứ nói thẳng ra đi, anh lại còn bày đặt nước lê với nước mận làm gì cho nó mệt thế. Sorry, bởi vì là đấy là thói quen của anh mà. Ở bên kia là anh toàn phải làm việc với những partner nước ngoài. Cho nên là suốt ngày phải hội nghị, suốt ngày phải meeting. Cho nên trong cái language của mình nó đã được mix một cách rất là natural. Anh lại còn tham gia cả biểu tình với cả meeting ấy à? Ôi dồi ôi, sao anh liều thế? Hả? Meeting nào? Ôi thì anh vừa mới nói là anh đi meeting mà. Em nghe rõ là trong cái mớ ngôn từ của anh là có từ meeting. No. Meeting ở đây tức là họp hành. Tức là họp hành, ok? Vâng. Sorry em. Thôi, quá. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không mix một tí tiếng Anh nào vào nữa để cho em dễ hiểu. Do you understand? Vâng, anh thông cảm. Em chẳng có đi Tây đi tàu, cũng chẳng giao dịch với cả người nước ngoài cho nên em chẳng hiểu đâu. Em hãy pha cho chị cốc nước chanh leo nhá. Này. Dạ. Trong cái xu thế hội nhập WTO, em không thể không nói tiếng Anh được. Do you know? Ở chỗ anh ấy, yêu cầu tiếng Anh là yêu cầu the first, very important. Tất cả các nhân viên ở trong office của anh là phải nói tiếng Anh như tiếng Việt. That's true. Này, anh đừng có tưởng là tôi không biết tiếng Anh mà đi anh lôi tên người ta vào nhá. Tiếng Anh làm gì có từ su. Su nào? Anh có nói từ nào là su đâu. Anh vừa chẳng bảo với em là rất su là gì. Oh my god. Anh nói là rất su. Tức là điều đó là sự thật. Yêu cầu tiếng Anh là phải là yêu cầu the first. Dớm. Mà anh nói cái gì? Em nói thật với anh nhá. Thân thiện bây giờ mới khó. Chứ first à, muốn first em first luôn. Quá em ơi, anh nói the first ở đây tức là yêu cầu đầu tiên. Anh uống nước. Thank you. Anh nói the first tức là cái yêu cầu đầu tiên của tiếng Anh không thể không có được. Mà hai anh em mình là người Việt với nhau, anh nói chuyện anh cảm giác nó khó khăn,
hơn là nói với người Tây. Mà này. Dạ. Hay là em cố tình trêu anh đấy? It's right. À, không, em không right. À, đây, anh uống nước đi, anh uống đi. Thế nào hả anh? Thế nào? Great. Ô thế anh ơi, great là gì anh? Cực được. Trời ơi, quán này vẫn toàn cực được thôi. Anh Hào này, ừ? Tiện thể em nhờ anh một việc nhá. Hôm nọ có mấy ông Tây vào quán em uống, em pha cái cốc nước xấu sầm ấy. Ôi dồi ôi, họ uống họ cứ khen ngon nhá. Thế mà em không biết dịch là xấu sầm ra tiếng Anh là gì. Tiện thể anh giỏi ngoại ngữ, anh dịch của em xem xấu sầm là gì. À, tiện thể anh dịch luôn luôn là cốc dầm với cả táo mèo dầm là gì ra tiếng Anh ấy. Anh dịch của em với. Cốc dầm à? Vâng, cả táo mèo dầm nữa. À, thế này Su này, thực ra em phải hiểu là ngôn ngữ nó là một cái phạm trù nó rất là ngôn ngữ. Cho nên là Mr. Howe. How long have you been here? Oh yeah. Tôi còn phải bận họp với cả một số đối tác nên come less. Sorry. Thôi, we go now. Oh, let me cho tao nghỉ một lúc à. Đi taxi từ văn phòng đến đây mà cái taxi nó lại hỏng cái máy này. Đi mất 14.500, mình đưa cả 15.000 mà thái độ của thằng lái xe có vẻ không vừa lòng. Đúng là chỉ có Việt Nam mới có kiểu như thế, chứ còn ở bển á, đừng lòng. Okay. Thấy không, em mới ngồi với bọn anh có một tí thôi mà em đã bị nhiễm tiếng Anh của bọn anh rồi. Đấy, thế cho nên là em mới thông cảm với bọn anh. Ngồi nói chuyện là cứ hay phải sử dụng tiếng Anh vào đấy. Sometimes có những người không hiểu người ta lại thấy là funny. Vâng rồi. Tù lết lắm rồi. Rồi mình còn phải mua quà, rồi mua podcast, rồi còn phải thống nhất mà lên với đối tác nữa. Thôi. Đi. Let's go. Thôi em ơi, sorry em, bọn anh phải go đây. Go đi. It's nice to see you. Hôm nào anh sẽ hẹn gặp em sau. Mình vừa acting vừa nói chuyện. Vâng, mình acting nhá. Bye. Này. Tôi đang get stuck. Cái scandal mày nó full rồi. So sorry ông. Bây giờ tôi phải come back after lunch. Có gì ông sorry Mr. Lam giúp tôi nhá. Này. Anh nào có xe máy Future biển số 7377 thì rắc vào thì công an nó giữ mất đấy. À đấy. Ông nói tiếng Tây đấy à? Ông nói như thế thì đến bố tôi sống lại ông không nghe được. Ông nói đúng văn phạm mà chậm rãi cho xem nào. Anh nói rằng. Ôi dồi ôi, khổ quá. Anh ấy nói là cái xe máy của anh ấy để trên vỉa hè. Công an họ đang đến thu cái kìa. Đi. Oh my god. My motorbike. Anh bảo gì cơ? Mai xe máy. Không, tôi bảo là xe máy Future. Không, chứ không phải là xe máy. Giời ơi. Này, lần sau ông nói thì nói rõ ràng vào. Nói như tiếng Lào bố này mà nghe. Nói rõ thế còn gì nữa. Giời ơi, tiếng Việt còn chưa sõi, đi bày đặt cả Âu mới trả S nữa. Đúng là cái đồ Tây dởm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong xu thế toàn cầu hóa và đặc biệt là sự hội nhập mạnh mẽ của đất nước ta hiện nay thì có thể nói rằng biết ngoại ngữ và sử dụng tốt ngoại ngữ là một việc rất nên làm. Tuy nhiên, biết ngoại ngữ là để phục vụ cho mục đích và cho công việc của mình, chứ không phải sử dụng ngoại ngữ một cách để lòe bịp người khác và để tự huyễn hoặc chính bản thân mình như nhân vật mà chúng ta vừa theo dõi. Điều đó có lẽ là một trong những biểu hiện của căn bệnh sĩ diện hão. Đây mới chỉ là một trong số những câu chuyện mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngày hôm nay mà thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem những câu chuyện khác. Xin cốc lạ đá nhá. Ờ, có nhân trần đá này chú ạ, uống cho mát nhá. Không có lạ đá à? Không, nhân trần đá uống cho mát chú ạ. Này mà u hỏi khi không phải đi, từ sáng giờ chú đi tìm ai mà chú cứ lượn qua lượn lại đến mấy lần rồi thế hả? Nói thật với u là từ sáng đến giờ con đi tìm nhà ông Ly, ông Lý hay là ông Lị gì đấy mà con cũng chẳng biết đây này. Này, tìm người mà không biết rõ cụ thể tên người ta là gì à? Thế là mới khổ con chứ lệ. Thế địa chỉ nó như nào này? Số nhà 12 à. Floating Temple Street. Floating Temple Street. Nó chỉ nghe là cái quái gì nhỉ? Là cái gì? À, hay nó là cái phòng khám check của nước ngoài. Ơi, nước ngoài đâu mà nước ngoài. Người ta ghi rõ ràng đây này. Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam. Ôi giời, thế thì ông Hà Nội, Việt Nam đi. Tôi phải dịch mãi mới biết đây là tiếng Anh đấy ạ. Thế à? Này, thế nghĩa của cụ thể nó như nào vậy? Cụ thể là đừng nghe. Ở đâu? Temple. Tiếng Anh nó có nghĩa là ngôi đền. Ngôi đền. Floating. Thì tiếng Anh nó rất nhiều nghĩa. Nó là trôi nổi,
nó là dạt vòm, nó là bồng bềnh, nó là lênh đênh. Còn ông nhá, cái stress ấy, riêng ông ấy, tôi nói cho ông biết, nó là phố. Nó là phố. Floating temperature stress có nghĩa là phố đền trôi. Từ nãy giờ tôi mới nghĩ ra, ở miền Tây ấy, cái văn hóa nó khác mình. Cho nên là người ta không hiểu là cái ngôn ngữ mình nó phong phú, nó đa dạng như thế nào. Thế cái đèn có để thờ cúng không? Tất nhiên là đèn thì phải thờ cúng. Cái miếu có để thờ cúng không? Tất nhiên là cái gì nữa. Thì đấy. Đúng rồi. Cái gì? Cái này nhá. Từ tiếng Việt ấy, dịch sang tiếng Anh, nếu như nó không có một cái từ tương tự thì người ta cũng tìm một cái từ gần nghĩa như vậy. Nên người ta gọi là same như vậy. Same tiếng Lào nó là miếu thờ, hiểu không? Miếu thờ. Lào rồi đấy. Tôi cứ dịch đại tiếng Việt nữa là sa mẹ là sa mẹ. Mà đã cái cảnh sống sa mẹ thì bao giờ nó chả trôi nổi. Cho nên là dịch đại ra nó là phố miếu nổi. Làm gì có thằng này dịch chuẩn mà. Làm gì có phố miếu nổi mình chuẩn. Tôi đúng rồi. Thế này là cần đang đổ nước điếu mọi người. Đúng rồi. Miếu nổi nhá. Nếu như mình nói lái đi thằng miếu mồi. Miếu mồi mình đọc ngọng đi thành liễu mồi. Có phố liễu mồi không? Trời ơi, nếu thế thì có rồi đây. Từ đây ra ngoài cái là phố Liễu Giai. Từ Liễu Giai đến cái chỗ ngã ba có một đoạn phố nhỏ nó cắt ngang. Đấy chính là liễu mồi. Thì cho em gặp bác sĩ Lý á. Nhầm rồi, làm gì có bác sĩ Lý nào ở đây. Thì cho em gặp bác sĩ Ly cũng được ạ. Khổ quá, đã bảo không có bác sĩ Ly nào hết. Chị cho em hỏi, nhà mình có phải là số 12 phố Liễu Mồi không hả chị? Đúng rồi, thế nhưng mà chả có bác sĩ nào ở đây cả. Ơ sao lại thế? Không có bác sĩ à? Không sao, chị cho em gặp anh Ly, anh Lý, anh Lị, anh Lì nào cũng được. Một trong số những anh đó, anh nào có nhà thì cho em gặp chị nhá. Này. Dạ? Tóm lại là cậu định giở trò lưu manh gì ở đây đấy? Em làm gì mà chị bảo em làm lưu manh à? Em chỉ hỏi thăm nhà thôi. Nhà cửa cái gì? Không có bác Ly nào hết nhá. Tóm lại thôi, lượn đi cho nước nó trong. Kìa chị ơi. Này, tôi bảo cậu có đi không? Tóm cổ cậu bây giờ đây, cũng ăn đến. Kìa này chị ơi, em là một người đàn ông tốt chị ơi. Này, đàn ông tốt chị ở đây, giở trò gì hả? Không, em có làm cái gì đâu. Từ sáng đến giờ em mới tìm được cái địa chỉ này ạ. Địa chỉ nào? Đây, địa chỉ trong các cái anh xem, không phải của anh không ạ? Hả? Đấy cậu tìm tớ à? Xin lỗi nhá, có chuyện gì đấy? Đúng anh nhỉ? Đúng tớ. Ôi giời, em mất tài. Rồi. Này, có chuyện gì đấy? Thế bây giờ tóm lại anh là Ly hay là Lý á? Chẳng phải Ly cũng chẳng phải là Lý. Tên tớ là Phạm Văn Ly. Ly? Ừ. Ôi giời, tại sao anh không thêm cho em một dấu huyền vào? Nó có tốn bao nhiêu mực đâu. Anh làm em tìm cả một ngày rồi. Tiếng Anh làm gì có dấu huyền? Cái DR của anh là bác sĩ, tiến sĩ hay là cái gì sĩ ạ? Chẳng bác sĩ, cũng chẳng tiến sĩ. Nó là director, hiểu chưa? Director? Ừ. DR mà là director à? Thì tớ là viết tắt hai chữ đầu và chữ cái ở cuối mà. Con lạy bố. Con lạy bố. Ôi, làm gì thế? Lần sau bố có ghi rõ ra cho con là bố tên là Lì, nhà ở phố Liễu Mồi, số nhà 12. Khổ, việc thì gấp mà đi luận tên phố mới đi tìm tên bố, con mất cả ngày bố ạ. Thông cảm đi. Tiếng Anh là tớ không thích viết dài dòng. Viết thế này cho nó gọn. Lì, nhà phố Liễu Mồi. Ừ. Thế mà lại thành Director Lee in Floating Temperature Stress. Kinh rồi. Thôi, lần đầu thì kinh thế thôi, chứ lần sau không kinh nữa đâu. Thôi, có chuyện gì, đi vào nhà, đi. Giời. Nói đi cậu. Anh, em nghe thấy sếp bên em nói là bên công ty anh đang có cái nhu cầu là đi du lịch tour trọn gói. Đúng rồi. Nên là em sang em giới thiệu với anh một số cái lịch trình tour cũng như là cái giá cả. Và đặc biệt là công ty em đợt này là đang có giảm giá 30% cho một tour anh ạ. Ôi thế à? Vâng. Này, chắc đi đường nóng rồi phải không? Vâng ạ. Thế anh em uống gì cho nó mát rồi vừa uống và nói chuyện nhé. Mình ơi, cho hai trà đá nhé. Nói tiếp nhé. Hiện nay trên thị trường ấy, có rất nhiều những công ty tham gia vào cái lĩnh vực du lịch. Đúng rồi, mình biết. Nhưng khi anh đến với công ty của em ấy, là công ty uy tín nhất, tuyệt vời nhất. Bởi vì sao? Bởi vì đến với công ty em, anh không bao giờ lo là không có phòng, không bao giờ lo thiếu vé máy bay. Bởi vì sao? Bởi vì là công ty của em có 20 đại lý bán được. Bình tĩnh em. Không sao, cứ tự nhiên như ở nhà thôi nhá. Không có bày vẽ gì đâu. Nói tiếp đi. À,
đây là catalog các tour. Anh xem rồi anh cho em ý kiến nhé. Thời gian của tớ không có nhiều đâu, cho nên là chỉ đi cái tour nào ngắn ngắn thôi. Dạ vâng. Ví dụ 3 ngày một đêm hay là 3 đêm một ngày đi Sầm Sơn thôi. Này, tớ hỏi thật nhé, thế nếu đi một mình là phải đi ghép theo đoàn hả? Có nghĩa là anh đi một mình à? Thế công ty với nhân viên thì người nào? Ôi giời, thắp đầu mà đãi cả rừng, đến vợ con còn vứt ở nhà đi một mình cô. Thế giảm cả 30% đúng không? Hết bao nhiêu? Anh đi một mình à? Chả một mình thì mấy mình? Anh cứ đùa em thế nào? Này, cậu làm sao nhỉ? Tôi mà đùa cậu thì tôi mời cậu đến đây làm gì? Ôi giời ơi, thế thì kinh rồi. Đã bảo hết kinh tôi phải cổng dưới cơ mà. Nào, thế có chơi không? Bao nhiêu tiền? Thôi thế này nhá. Sao? Em về, em hỏi ý kiến giám đốc em, rồi em gọi điện lại cho anh sau nhá. Thế thì thôi cứ phải hỏi đi. Nói thật chứ, kể ra bây giờ dịch vụ cũng sướng thật đấy nhá. Cạnh tranh nhau, đâu khách hàng là thượng đế, là cứ phải làm cho mình thật sang trọng lên. Phải có cái gì đặc biệt thì người ta mới quan tâm. Đấy, cũng như tớ đấy này, cậu xem. Mất một tuần liền, tớ mới dịch được cái chữ phố nổi, phố liễu nổi của tớ thành Floating Temple. Cậu thấy nó có tây sang trọng hẳn không? Vâng, sang. Ừ. Tây. Ừ. Tây lắm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng cuộc sống là điều mà ai trong chúng ta cũng luôn luôn phấn đấu. Nhưng nâng cao chất lượng cuộc sống không có nghĩa là chúng ta cố tình làm sang cuộc sống theo một cách lố bịch và kịch cỡm, không phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của chúng ta như trong câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi. Đây cũng là một biểu hiện của căn bệnh sĩ diện hão mà chúng tôi đã vừa đề cập.